Thưa quý vị, có thể nói, trong các chương trình hành động cách mạng của đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành bản sắc, mang dấu ấn của tuổi trẻ, là sự tiếp nối tinh thần xung kích của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Tại Đà Nẵng, thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện diễn ra vô cùng sôi nổi, rộng khắp. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022. 5 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Đà Nẵng đã được tổ chức rộng khắp, toàn diện, thường xuyên, không ngừng mở rộng về quy mô, phong phú về nội dung và đổi mới về hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua phong trào này, toàn đoàn đã thực hiện gần 1.240 công trình phần việc thanh niên các cấp, với tổng trị giá các công trình là hơn 27,833 tỷ đồng. Có thể nói là trong một giai đoạn 2020-2021 thì thành phố chúng ta đã bị ảnh hưởng rất lớn do cái đại dịch Covid-19, thì cũng chính từ những cái khó khăn thách thức đó thì các bạn đã thể hiện được cái vai trò và cái trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc là xung kích tình nguyện để thực hiện các cái công tác của tổ chức đoàn đối với lại cộng đồng, đối với xã hội. Không chỉ tập trung vào một thời điểm, phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên, ghi dấu tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của tuổi trẻ Đà Nẵng trước những yêu cầu đặt ra của thực tiễn. Tiêu biểu có thể kể đến như phong trào tuổi trẻ Đà Nẵng tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, vì an sinh xã hội, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đoàn thanh niên hội sinh viên Đại học Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các cái đội hình tình nguyện thực hiện những cái phần việc, các cái hoạt động phù hợp với cái khả năng, các cái trình độ và kiến thức của các bạn sinh viên, như là các cái hoạt động tập huấn các cái chuyển đổi số, đào tạo, hỗ trợ kỹ năng công nghệ thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ xây dựng các đề án quảng bá du lịch cho các địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, thanh niên Đà Nẵng đã phát huy tinh thần tiên phong, xung kích trong tham gia phòng chống Covid-19. Thông qua phong trào Hai Sẵn Sàng, các cấp bộ đoàn tại địa phương đã thành lập gần 500 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh, với hơn 250.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Tụi em và các bạn thì cũng tham gia nhiệt tình các phong trào của thành phố đi xuống, xung kích nhiệt tình, nói chung là gọi đâu có đó. Tất cả anh em của câu lạc bộ cũng đều muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người để cùng nhau chung tay giúp đỡ cho mọi người dân tương thân tương ái và cùng nhau xây dựng một thành phố Đà Nẵng tốt đẹp hơn. Với phương châm cống hiến để trưởng thành, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Đà Nẵng thời gian qua đã góp phần thiết thực tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đồng thời, các chiến dịch tình nguyện cũng là môi trường rèn luyện hiệu quả để tuổi trẻ ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới.